Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Khanh Xe Tải. Hôm nay Khanh xin phép giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải 990kg, phiên bản máy dầu và năm sản xuất là 2018. Công ty mình đang thanh lý chiếc này để mà lấy xe mới về nha anh em, giá rất là tốt. Thì chiếc xe 990kg máy dầu phiên bản thùng bạc, đây là chiếc xe rất là được nhiều người quan tâm trong thời gian qua, nhưng mà do bên mình lấy nhiều quá nên là bên mình không bán kịp. Với lại cái chiếc xe thùng bạc, phiên bản thùng bạc, đây là thùng bạc đóng từ chassis đóng lên luôn, là nó không có mở bẩn, nên là nhiều khách hàng người ta cũng không có thích cái thùng bạc như thế này, nên là nó còn tồn lại. Nên là hôm nay mình xin giới thiệu và mình để giá tốt cho anh em luôn nha. Anh em nào mà có nhu cầu muốn lấy con xe này cứ alo cho mình, có xe chạy sẵn chạy liền cho anh em luôn nha, giá rất là tốt. Chút nữa mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em nha. Thì kích thước xe thì nó không có gì thay đổi với xe 2020 nha anh em. Xe này là 2018, thùng vốn dài là 3m2, chiều ngang là 1m6 10, chiều cao là 1m6 nha anh em, rất là rộng, rất là cao đó. Anh em nhìn đây là nó đóng từ chassis đóng cao lên tới kèo luôn, chứ không phải là nó mở bẩn hông như những thùng xe dắt thông thường nha. Đây là chiếc này là những chiếc xe dắt, những lô chiếc đầu tiên của nhà máy luôn nha anh em, cái lô xe đầu tiên và là những chiếc xe đầu tiên của xe hồng xe X5 này luôn đó. Bên trong thùng xe là nó như thế này nè, nó hơi tối anh em thông cảm nha, tại vì xe bên trong showroom á nó hơi tối. Xe này thì động cơ đồ là chạy xe đời đầu, chạy rất là ngon, rất là đầm, tiếng xe chạy rất là đầm, xe êm xe nha. Do bên mình cái thùng bạc như thế này nhiều khách hàng ta không phù hợp với cái nguồn hàng người ta, nên người ta không có lựa chọn cái dòng này, nên là bên mình để giá rất là tốt, chỉ có 305 triệu một con xe như thế này nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình coi xe và mình sẽ cho nổ máy và chạy thử nha. Xe vẫn đầy đủ tính năng nha anh em, như là kính chinh điện, tay lái trợ lực điện, máy lạnh, khóa từ xa, khóa cửa từ xa và gương chiếu hậu chỉnh điện luôn nha, rất là hiện đại. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nội thất xe cho anh em xem nha. Đây, đây là bên trong nội thất xe. Đây là kính chỉnh điện. Anh em nhìn đây là kính chỉnh điện và cái gương chiếu hậu chỉnh bằng điện, là cái nút tròn tròn đó, là gương chiếu hậu, chỉnh gương chiếu hậu nha. Không cần mà bấm kính xuống mà tọt tay chỉnh như cái dòng xe đời cũ nha. Mình ngồi trong xe mình chỉnh luôn. Đây là vô lăng 4 chấu được mạ chrome rất là đẹp. Nó vô lăng này được làm tích hợp kèn luôn nha. Trên xe du lịch của Dắt vẫn dùng cái vô lăng này luôn nha anh em. Đây là ghế vải hai chỗ ngồi. Một chiếc xe chưa ra biển số mà rẻ khoảng 20-30 triệu một chiếc xe. Mới 100% nha. Xe 2018. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình hoặc là truy cập vào website xe tải giá rẻ.vn để biết thêm thông tin nha. Ở đó còn rất là nhiều xe. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình.